Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bật ập đến bất ngờ, tài lộc về như thác lũ, trúng số đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Vận trình tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tháng 5 dương lịch 2024, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, tiền bạc ùa về, đổi đời cực mạnh. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Mão sinh năm 1963 thân mến, mới đây nhất, theo những bậc thầy tử vi học, họ dựa vào mệnh số con giáp và ngày tháng năm sinh, cùng với sự xem xét dịch chuyển của các sao chiếu mệnh, thì thấy được vận trình tử vi trong tháng năm dương lịch 2024, tuổi Quý Mão sinh năm 1963. May mắn được rất nhiều phúc tinh, lộc tinh chiếu mệnh, thần tài che chở mà ban cho vận may bất ngờ và được cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà phất lên như diều gặp gió. Vậy, vận may nào sẽ đến với người tuổi Quý Mão, làm sao để tận dụng triệt để các cơ hội ban tới? Tất cả những điều này đều sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, sẽ là đôi nét về đặc trưng tính cách của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Người tuổi Quý Mão có bản năng hoang dại của loài mèo rừng, nên bản năng sinh tồn của họ rất cao, họ có khả năng tự bảo vệ và tồn tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt, có ý thức về bản thân, có lòng tự trọng cao, luôn muốn khẳng định mình, họ thường không ổn định trong tâm lý và tình cảm, do vậy, họ chỉ khởi lên, nhưng ít có thể duy trì và theo đuổi việc cho tới cùng. Nhưng tuổi Quý Mão có thể đảm đương việc lớn nếu họ đã trải qua nhiều biến cố, tôi rèn ý chí sống và sự hỗ trợ của những người xung quanh. Bản tính thông minh, chí hướng khá bền, thường là con người có tài, nhưng chưa gặp thời, từ thanh niên đến trung niên, sẽ vất vả ngược xuôi, tìm kiếm sự ổn định, thành công đến khá muộn, tuy nhiên, số về già, hưởng phúc tài lộc đủ đầy. Người tuổi Quý Mão dù là nam hay nữ, nếu muốn thành công trong sự nghiệp thì phải làm việc luôn tay luôn chân, thân tâm vất vả. Tuổi Quý Mão luôn thích truy cầu sự bình yên, giống như bản mệnh mèo qua rừng của mình vậy. Nhưng sống ở đời có mấy ai tìm được sự an nhiên, nhàn tản. Vậy nên, mặc dù họ không phải là kiểu người mơ to ước lớn, mang hoài bão thay đổi cả đất trời, nhưng cuộc sống lại luôn khiến cho họ cảm thấy không được như ý muốn, ít được an nhiên. Tuổi Quý Mão là người sống coi trọng giá trị tình cảm hơn là vật chất. Tinh thần no đủ thì vật chất thế nào cũng được, tinh thần không no đủ, vật chất nhiều hơn cũng chẳng để làm gì. Điểm thú vị hoặc hơi buồn của tuổi Quý Mão, đó là họ thường nợ nghiệp duyên khá nặng nề, tuổi này sẽ phải trải qua một đoạn tình cảm mà dồn sức, dồn tâm, dồn trí, dồn lực vào mà vun vén, mà yêu thương hết mình, nhưng lại không đi đến đâu, không có kết quả đẹp. Cuối cùng do quá đau buồn mà lột xác thay đổi trở thành một con người khác hoàn toàn so với con người trong quá khứ của họ. Đây là đặc thù của sự trưởng thành từ đau khổ, bi ai mà phần lớn người tuổi Quý Mão đều phải trải qua. Người tuổi Quý Mão có phần hơi ngây ngô và hơi lập dị, họ yêu chuộng hòa bình, yên tĩnh, nhờn nhơ, làm những điều mà mình thấy vui một mình. Người tuổi này thường có hiểu biết uyên bác về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, do sự chung thủy, đeo bám đến tận cùng của bản thân. Vì tinh thần trách nhiệm và trung thành không ngại việc, nên người sinh năm này là một trong số ít những tuổi có khả năng làm việc trong môi trường nhà nước và thăng tiến bay cao, dù về cơ bản, sự yêu thích của họ dành cho nghề nghiệp trong môi trường này không nhiều. Tuổi Quý Mão là người không biết làm việc xấu, không biết dùng thủ đoạn hay nịnh bợ ai cả, cũng không biết dựa hơi, dựa thế để đạt được mục đích cá nhân. Điều này chủ định đầu đời họ gặp nhiều vất vả, hay chịu thiệt thòi, hay bị đì đọt, làm nhiều nhưng thành quả không tương xứng. Nhưng ứng theo giáo lý về mặt nhân quả, càng về trung niên trở đi, người tuổi Quý Mão càng thuận, có được cuộc đời nhàn tản, an nhiên. Người tuổi Quý Mão khi kinh doanh
thì cũng đối mặt nhiều trắc trở hơn so với người bình thường, tuy họ có vận may ở mức khá khi khởi nghiệp kinh doanh. Cũng là người có sự yêu thích phi thương bất phú, nhưng bản tính của họ không phải là những người đi lọc lừa người khác, không phải những người có thể buôn đầu dê, bán thịt chó, cũng không phải những người có thể mua rẻ, bán đắt. Vậy nên, khi kinh doanh họ sẽ thu hút người khác bằng chữ tín mà bản thân họ đã xây dựng. Chữ tín này cần sự lâu dài, chậm mà chắc, và càng lâu dài thì càng thuận lợi. Một đồn 10, 10 đồn 100, giống như quả cầu tuyết càng lăn thì càng lớn, cho họ tài lộc đủ đầy, ấm no. Tuổi Quý Mão không phải là những người đặt nặng nhiều về vật chất, theo kiểu ta đây phải thật giàu hay ta đây phải hưởng thụ thật nhiều. Vậy nên họ cũng không phải những người quá sân si hay luôn ghen tị, đố kỵ với người xung quanh. Nếu có thời điểm tuổi này phải lo về vật chất thì chủ yếu là để lo cho gia đình, tạo sự ổn định cho những người thân yêu, chuẩn bị cho con cái hơn là để riêng cho bản thân mình hưởng thụ. Con giáp này thường khẳng khái giao thiệp rộng rãi, không hà tiện toan tính từng đồng, cho nên tích lũy của bản thân không nhiều. Đây cũng là lý do mà số ít tuổi này có sở thích, thú vui cho riêng mình từ rất sớm và hay theo đuổi nó đến cùng, chứ không phải như nhiều người hay chạy theo xu thế để tỏ vẻ ta đây, cá tính nọ kia. Nếu tuổi Quý Mão đọc sách là vì họ muốn nâng cao tri thức, không phải để ra vẻ ta đây. Nếu họ thích thể thao là vì họ muốn tăng cường sức khỏe, chứ không phải để làm màu. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tháng 5 dương lịch 2024. Xem tử vi tháng 5 dương lịch của tuổi Quý Mão cho thấy vận trình của bản mệnh tháng này không có nhiều biến động, song bạn cần phải tìm động lực để cố gắng hơn, nếu không dễ rơi vào tình trạng trì trệ, dậm chân tại chỗ, thậm chí tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Phương diện tài chính tháng này của tuổi Quý Mão cũng không có điểm sáng, những gì bạn làm từ trước đến nay đã không còn thu hút được khách hàng, đối tác, đã đến lúc con giáp này cần phải bước ra khỏi vùng an toàn và thay đổi bản thân, không thể mãi đi theo lối mòn. Ngoài ra, sức khỏe tháng này của bản mệnh suy giảm cũng khiến cho bạn phải tốn thêm một khoản để chạy chữa dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm bệnh. Con giáp này thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không tập trung trong công việc, không có tinh thần phấn đấu, bạn chỉ làm việc với tinh thần ứng phó, chứ không thực sự quyết tâm, thậm chí khi được lãnh đạo giao nhiệm vụ, bạn lại tìm cách thoái thác. Cứ tiếp tục thế này, bản mệnh sẽ dần thụt lùi so với mọi người xung quanh. May mắn là phương diện gia đạo của bản mệnh lại đem tới nhiều tin vui, nhờ có ngũ hành tương sinh nâng đỡ, bản mệnh và nửa kia ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Hai người biết đặt mình vào vị trí của đối phương, nên chẳng còn cãi cọ, hành xử vô lý nữa, hãy coi người nhà là động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống. Tiếp sau đây sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết, vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 5 dương lịch 2024. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 5 dương lịch. Sự nghiệp của tuổi Quý Mão tháng này sẽ khó có được những bước phát triển tích cực, nguyên nhân chính là do bản thân bạn cũng không thực sự muốn cố gắng. Bạn hài lòng với những gì mình đã đạt được và chẳng muốn tiếp tục vất vả hơn nữa. Nếu bạn làm việc với thái độ đối phó, được đến đâu hay đến đấy, thì bản mệnh rất dễ bỏ sót những vấn đề tiềm ẩn, ảnh hưởng đến chất lượng của công việc, bạn cũng sẽ dễ chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tháng này, lãnh đạo có thể giao cho tuổi Quý Mão những nội dung công việc mới, khuyên bạn nên nhận nhiệm vụ và quyết tâm hơn khi làm việc. Còn nếu bạn tìm cách trốn tránh, thoái thác hoặc dùng biện pháp khôn lỏi để giải quyết vấn đề, bản mệnh sẽ đánh mất lòng tin của lãnh đạo, tác động không tốt đến con đường thăng tiến trong tương lai. Dịch mã xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bạn cần phải quyết tâm chăm chỉ hơn, dù làm trong bất cứ lĩnh vực gì đi nữa, tuổi Quý Mão chớ nên sợ vất vả, bởi công lao của bạn sẽ luôn được đền đáp xứng đáng, bạn không chỉ được khen thưởng, thăng tiến, mà còn tích lũy được nhiều kiến thức quý báu để áp dụng cho tương lai. Ngoài ra, tháng này tuổi Quý Mão cũng cần cởi mở hơn khi giao tiếp, hợp tác với đồng nghiệp, bởi không phải công việc nào bạn cũng có thể giải quyết khi chỉ có một mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 5 dương lịch. Người tuổi Quý Mão có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong lĩnh vực tài chính vào tháng 5 dương lịch này, bản mệnh nên chủ động hơn để tìm cách khắc phục, chớ nên để mặc mọi chuyện ra sao thì ra. Người làm công ăn lương chủ yếu chỉ nhận được khoản lương cứng, thậm chí có người còn phải tốn thêm tiền để khắc phục những lỗi sai trong công việc. Bạn nên nhắc nhở bản thân làm việc cẩn thận hơn, có trách nhiệm hơn trong công việc. Người làm kinh tế mãi đi theo lối mòn nên khó có thể thu hút được đối tượng khách hàng mới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bản mệnh sẽ không thể bắt kịp với những biến động của thị trường.
đã đến lúc bạn cần phải nghiêm túc để tìm ra định hướng mới cho mình. Dịch Mã khuyên con giáp này đừng nên ngại đi xa hoặc làm việc vất vả, bởi rất có thể trong quá trình đó, bạn sẽ gặp được người đồng chí hướng hoặc quý nhân trợ giúp mình. Còn nếu bạn chỉ muốn ngồi yên một chỗ, thì sớm muộn gì cũng bị người khác vượt qua, dù không có ai giở trò hãm hại, bạn cũng dần tụt hậu và gặp phải thất bại. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 5 dương lịch. Tình hình sức khỏe của tuổi Quý Mão trong tháng 5 dương lịch này không được tốt, do lệnh lâm bệnh ảnh hưởng, bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thậm chí suy nhược, kém ăn kém ngủ, dễ mắc phải những căn bệnh vặt vãnh. Hãy nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ hơn, nếu có bệnh thì nên nhanh chóng đi khám chữa. Đừng cố gắng chịu đựng, dù gặp phải khó khăn, bản mệnh cũng đừng giữ trong lòng, tự tạo thêm căng thẳng cho bản thân. Hãy chủ động trao đổi với mọi người để được giúp đỡ. Do tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh nên tình hình sức khỏe của tuổi Quý Mão suy giảm, cũng khiến bạn phải tốn thêm một khoản tiền để chạy chữa. Khuyên con giáp này nên đi khám ngay khi cơ thể có dấu hiệu bất ổn, càng để lâu càng hại sức khỏe và tốn thêm nhiều tiền để chạy chữa. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 5 dương lịch. Phương diện gia đạo của tuổi Quý Mão trong tháng này khá êm đềm và sáng sủa, tuy nhiên, bản mệnh có đón nhận được tin vui hay không, hoàn toàn là do cách ứng xử của bạn. Với người độc thân, bạn sẽ nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người khác giới. Có thể đó là người lặng lẽ ở bên bạn đã lâu, nhưng bạn không nhận ra, một số người có thể được người thân giới thiệu cho đối tượng để gặp gỡ. Với người đã có gia đình, nửa kia luôn quan tâm và chăm sóc bạn chu đáo, vì vậy mà con giáp này luôn cảm thấy an tâm, nhẹ nhõm mỗi khi về đến nhà. Nếu gặp phải khó khăn trong công việc, đừng ngại tâm sự với nửa kia, đừng lo mình sẽ khiến cho người ấy căng thẳng, mệt mỏi, vợ chồng nên dựa dẫm vào nhau. Những lúc như thế này, đối phương cũng sẵn sàng đưa cho bạn những gợi ý hữu ích, trải qua khó khăn cùng nhau, đôi bên sẽ càng thêm gắn kết và thấu hiểu. Ngay bây giờ, sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 5 dương lịch 2024. Xem tử vi tuần 1 tháng 5 dương lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuần này nhiều sóng gió ập đến, đòi hỏi tuổi Quý Mão không được phép lơ là. Nếu thời điểm này bạn ngừng cố gắng thì rất dễ phạm sai lầm, trở thành người tụt hậu hoặc gây phiền phức cho tập thể. Hãy cẩn thận trong mọi việc, hạn chế tham gia vào chuyện bao đồng, cũng như hạ cái tôi của mình xuống trong mỗi cuộc thảo luận. Bạn nên chú ý lời ăn tiếng nói để không gây phật lòng người tốt cũng như đắc tội với kẻ tiểu nhân. Bản mệnh cần bình tĩnh lại để cân nhắc xem điều mình thực sự mong muốn là gì. Không nhất thiết phải vội vã chạy theo bước chân của người này, người khác. Khó khăn càng chồng chất thì tuổi Quý Mão càng phải cổ vũ mình cố gắng vươn lên, chớ nên bỏ dở công việc giữa chừng. Chỉ khi cố gắng giải quyết các vấn đề, bạn mới trưởng thành hơn và có bản lĩnh hơn trong công việc. Hơn nữa, bạn hoàn toàn có thể hỏi kinh nghiệm của những người đi trước đáng tin cậy. Trên thực tế, tuần này bạn còn được cát tinh thái âm trợ mệnh. Nếu chăm chỉ quyết tâm trong công việc, thì con giáp này có thể gây ấn tượng với quý nhân hoặc cấp trên. Đối phương có thể đưa ra cho bạn những chỉ dẫn hữu ích, thậm chí giúp bạn một tay để bạn thoát khỏi tình thế khó khăn trước mắt. Phương diện tài lộc của tuổi Quý Mão tuần này khó có dấu hiệu khởi sắc, bạn không nên chi tiêu một cách lãng phí. Tốt nhất hãy nhắc nhở mình cắt giảm chi tiêu và luôn để sẵn một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ. Cục diện tương phá đem tới nguy cơ hao tài tốn của luôn lơ lửng trên đầu, dù làm trong lĩnh vực nào, thì bản mệnh cũng nên cố gắng hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ còn dang dở, chớ nên làm nhiều việc cùng một lúc, kẻo dễ dàng gây ra lỗi, phải tốn tiền để đền bù, khắc phục. Người làm ăn kinh doanh không nên vội vã đưa ra những quyết định đầu tư, bởi những mối đầu tư tưởng rằng triển vọng lại luôn tiềm ẩn cái bẫy mà kẻ tiểu nhân giăng sẵn. Nếu có ý định hợp tác với ai, con giáp này cũng cần kiểm chứng thông tin rõ ràng, đồng thời tìm hiểu kỹ các thông tin về đối tác. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, tuần này bạn còn chú ý hơn đến ngoại hình, nên sẽ tốn kha khá tiền để chăm sóc cho sắc đẹp. Ai cũng có nhu cầu làm đẹp, song bạn chớ nên vì thế mà thành người phô trương, phù phí không cần thiết khi túi tiền không hề rủng rỉnh. Tuần này, người tuổi Quý Mão duy trì được tình trạng sức khỏe tốt, nhờ vậy bạn có thể sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thử thách mà cuộc sống mang lại. Con giáp này nhớ duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học, tránh dùng quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân hoặc cho công việc. Ngoài ra, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn thì cần theo dõi và chữa trị kịp thời, có như vậy thì bệnh mới nhanh khỏi và bạn cũng sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí chữa trị.
Tuần này, phương diện gia đạo của tuổi Quý Mão có những dấu hiệu khá đáng mừng, đặc biệt là với người độc thân, có thể bạn sẽ tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình. Nguyệt lệnh mộc dục khiến bạn trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn trong mắt người khác giới, lại thêm việc con giáp này cố tình chăm chút kỹ hơn cho bản thân. Nên việc bạn lọt vào mắt xanh của một ai đó cũng không có gì là khó hiểu, tuy nhiên, bản mệnh phải thận trọng để nhận ra ai là người thực sự chân thành với mình. Với người đã lập gia đình, nhân duyên khác giới tốt, đôi khi cũng đem tới cho con giáp này một vài rắc rối, có điều, chỉ cần bạn luôn biết giữ mình, chủ động giữ khoảng cách với người khác giới thì không có gì đáng lo ngại, thậm chí, bạn còn có thể biến những mối quan hệ đó thành trợ lực cho mình trên con đường sự nghiệp kinh doanh. Tử vi tuần 2 tháng 5 dương lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Bước sang tuần 2 của tháng 5 dương lịch này, sự nghiệp của tuổi Quý Mão rất đáng để mong đợi. Khi mà nhiều người tận dụng được cơ hội tốt để thể hiện năng lực của mình, bạn sẽ có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc. Nguyệt lệnh lâm đế vượng mang lại sự uy nghi đường vệ cho bản mệnh. Nhờ đó mà bạn dù đang giữ chức vụ gì cũng không quan trọng, vì ai ai cũng tin tưởng và ngưỡng mộ bạn. Có thể nói tính tình quảng đại, lại có tài lãnh đạo, nên nhiều người tuổi này có cơ hội tăng tiến, công danh quyền thế và cả tiền bạc. Bản mệnh hãy tự tin đón nhận những tin vui đang tới. Dù ai đó có ghen tị thì đừng quá để tâm, vì họ sẽ chẳng làm hại được bạn, vì năng lực của con giáp này đã được khẳng định trong một thời gian dài rồi. Tuần này, một số người tuổi Quý Mão cũng có thể nhận được một cơ hội việc làm mới, để bạn có cơ hội phát huy năng lực của mình, hoặc lời đề nghị thăng chức ban đầu. Bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước nhiều thay đổi trước mắt, nhưng dần dần bản mệnh có thể hệ thống được mọi việc một cách suôn sẻ. Tình hình tài chính của tuổi Quý Mão tuần này khá rực rỡ, dường như nguồn thu này đang bù đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn trước đó của bạn. Thậm chí có nhiều người có được của ăn, của để, tiết kiệm được một khoản kha khá, đảm bảo cho bạn có một tương lai tốt hơn nhiều. Người tuổi này nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc trong nhiều năm qua, nên lúc này có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa, tậu được xe mới. Tuy nhiên, đừng vì thế mà bạn phóng tay thiếu kiểm soát, dù mua món đồ gì ít hay nhiều tiền, đều phải so sánh ưu và nhược điểm trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp nhé. Tuần này, lục bạch bay về phương Bắc cho thấy những ai phát huy được trí thông minh và sự nhanh nhẹn trong việc nắm bắt cơ hội sẽ có thể phát tài nhỏ. Nếu bản mệnh là người chuyên đầu tư hay kinh doanh thì lúc này có lợi thế rõ rệt, hãy chấp lấy thời cơ của mình. Tình hình sức khỏe của tuổi Quý Mão tuần này cũng không có gì đáng lo ngại. Bạn chỉ cần tập trung vào việc ăn uống, đa dạng thức ăn để gia tăng sức đề kháng là được. Ảnh hưởng của yếu tố thời tiết không tốt cho các vấn đề liên quan tới dạ dày của con giáp này, biểu hiện ho nhẹ, táo bón, đầy bụng, miệng khô. Mỗi khi mệt, bạn nên giảm bớt lượng công việc đang làm để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Thời gian này không phù hợp cho những việc quá sức, tham gia các buổi tiệc thì cũng không nên uống quá nhiều rượu bia nhé. Phương diện gia đạo của tuổi Quý Mão tuần này có nhiều thay đổi tích cực vì bạn rất biết cách ứng xử phù hợp với bạn đời, cũng như người thân của nửa kia, thậm chí bạn còn là người hòa giải cho những căng thẳng của gia đình đối phương. Người độc thân hứa hẹn sẽ có những cuộc hẹn hò lãng mạn như ý để bạn có thể tìm thấy một nửa đích thực của mình. Người đã lập gia đình có thể đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm, những cuộc trò chuyện thường xuyên khiến cho vợ chồng bạn ngày càng gắn bó nhau hơn. Tử vi tuần 3 tháng 5 dương lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuần này nhiều rắc rối xảy ra trên phương diện sự nghiệp khiến cho tuổi Quý Mão khó có thể yên tâm công tác. Cục diện tương phá khuyên bạn cần phải cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì, nếu không dễ vướng phải rắc rối, khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Người làm công ăn lương thường xuyên vướng phải lục đục nội bộ, khiến cho công việc tưởng chừng đơn giản cũng trở nên phức tạp, bản mệnh và đồng nghiệp khó có thể tìm được tiếng nói chung. Ai cũng khăng khăng với quan điểm của mình, không ai chịu nhường một bước. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì chẳng công việc nào có thể hoàn thành đúng hạn. Đôi bên nên hạ cái tôi cá nhân xuống và thử suy xét vấn đề trên góc nhìn của đối phương, rất có thể sau đó mọi người sẽ cùng tìm ra giải pháp thích hợp. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần hết sức đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện, gây phiền phức cho mình, cho dù bạn giữ chức vụ nào đi nữa. Nếu là nhân viên, bạn chớ nên nghe theo lời gièm pha của đồng nghiệp xấu, hãy cố gắng làm cho tốt nhiệm vụ của mình, rồi dùng thực tế để chứng minh bản thân mình. Nếu là người làm lãnh đạo, bạn cần giữ vững chính kiến của mình, có cái nhìn chính xác về mọi việc, tránh nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, chính bản thân con giáp này cũng là người thường xuyên thay đổi, nông nổi, bất định, như vậy mới khiến cho công việc thiếu vững chắc. Có lẽ bạn cần cân nhắc kỹ càng hơn trước khi bắt tay vào bất cứ công việc gì.
Chuyện làm ăn tuần này của tuổi Quý Mão cũng khó có thể đạt được mục tiêu như bản mệnh đã đặt ra từ trước đó. Thậm chí nếu bạn có thể giữ nguyên được khoản tiền của mình ở trong túi, không tiêu pha lãng phí hoặc đầu tư vô ích đã là tốt lắm rồi. Cục diện tương phá ngáng trở, bản mệnh thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc đối tác của mình, đôi bên có những quan điểm, mục tiêu khác nhau nên khó có thể thống nhất được cách làm việc. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt hay đã quá quen thuộc cũng có thể châm ngòi mâu thuẫn giữa đôi bên. Người làm ăn kinh doanh cần tránh mở rộng hợp tác, làm quen với đối tác mới hoặc khách hàng mới trong thời điểm này, bởi đây là thời gian bạn rất dễ bị lừa gạt, khiến cho tài sản thất thoát. Tốt nhất tuổi Quý Mão hãy tiếp tục những công việc quen thuộc của mình và làm việc thật tập trung. Còn nếu muốn mở rộng các mối quan hệ của mình thì bạn cần phải tìm hiểu rõ đối phương là ai, chớ vội vàng bắt tay hợp tác để tránh khỏi rắc rối. Việc chi tiêu tuần này cũng sẽ tốn của tuổi Quý Mão một khoản kha khá, đặc biệt là trong lĩnh vực ăn mặc, trưng diện. Dù có nhiều điều không mong muốn xảy ra trong tuần này, nhưng nhìn chung thì sức khỏe của tuổi Quý Mão khá tốt, bạn không quá lo buồn về những điều phải đối mặt nhờ có tinh thần lạc quan, tích cực. Hơn nữa, dưới tác động của mộc dục, bản mệnh biết quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, hãy luôn dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức, rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống điều độ để cơ thể luôn ở trong trạng thái lý tưởng. Ngoài ra, con giáp này nên tránh dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động tiệc tùng, khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, gây ảnh hưởng đến chất lượng làm việc, lao động. Phương diện gia đạo, tuần này có rất nhiều cát tinh hội tụ, khiến cho con đường tình cảm của tuổi Quý Mão khởi sắc trông thấy. Dù là người độc thân hay đã có gia đình, thì hạnh phúc cũng sẽ xuất hiện gõ cửa. Người độc thân thường xuyên nhận được lời thăm hỏi, làm quen đến từ người khác, không cần người khác giới thiệu, bạn cũng có thể tự tìm được người phù hợp với mình. Với người đã lập gia đình, ngũ hành tương sinh đem lại bầu không khí hài hòa, ấm áp cho bạn và người ấy, hai người ngày càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh cổ vũ, động viên, bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân mình, đồng thời tràn đầy động lực để đối diện với những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đặt ra. Tử vi tuần 4 tháng 5 dương lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuần này nguyệt lệnh lâm đất tử, tuổi Quý Mão khá tự tin vào những việc mình đang làm, bạn chủ động làm việc chứ không còn chán nản như trước đó. Điều đó khiến cho cấp trên khá tin tưởng và giao trọng trách cho bạn. Bản mệnh biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bạn chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần, nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Con giáp này nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức. Bởi khi cơ thể đã mệt mỏi, thì dù có cố gắng hết mức, làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Hãy bình tĩnh chờ đợi thời cơ, kiên nhẫn luôn mang tới kết quả tốt lành. Tuần này có quý nhân trợ vận, tuổi Quý Mão không đến mức tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, nhưng chắc chắn cũng không quá khó khăn về tiền bạc. Người trong nhà có thể sẽ mang đến cho bạn thêm nhiều động lực, cũng như vẽ ra thêm hướng đi cho con giáp này, biết cách phát huy hết năng lực của bản thân mà tăng thêm thu nhập cho mình. Thu nhập trong tuần của tuổi Quý Mão chỉ ở mức ổn định chứ không quá dư dôi. Vì thế, bản mệnh nên học cách quản lý tài chính cho tốt, chi tiêu hợp lý, dành khoản tiết kiệm phòng hờ khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Tình hình sức khỏe của tuổi Quý Mão tuần này cũng không được khả quan cho lắm. Nguyện lệnh đất tử là điềm báo chẳng lành, con giáp này dễ gặp phải sự cố bất ngờ. Nếu thể chất không có vấn đề, thì lại phải chịu tác động tiêu cực về mặt tinh thần. Bạn cần phải biết dành thời gian cho chính bản thân mình, tránh căng thẳng, áp lực quá mức, dễ dẫn đến những hậu quả khó lường về sau. Tuần này, phương diện tình cảm của tuổi Quý Mão không lý tưởng, nhiều người độc thân nuôi hy vọng rồi lại thất vọng, vận trình tình duyên phập phồng như trò đùa, khiến cho bản mệnh cảm thấy mất phương hướng. Vận trình tình cảm của các cặp vợ chồng cũng không được như ý, thời điểm này, bạn không dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, có thể vì quá áp lực và mệt mỏi với công việc, nên không quan tâm đối phương được nhiều như trước. Đừng trách ai đó vô tâm, vì thực ra đó là dấu hiệu đôi bên không còn mặn nồng như trước. Đây là giai đoạn trầm lắng của tình cảm, thay vì trách cứ nhau, thì đôi bên nên cùng nhau tìm giải pháp. Đôi lúc vợ chồng hục hặc vì cảm thấy đối phương quá khó hiểu, thực ra mỗi người có cách suy nghĩ vấn đề khác nhau và ai cũng cho rằng mình đúng, nên khó tìm được tiếng nói chung. Nếu có thể, hãy mua cho người ấy món quà nho nhỏ, chỉ là sự quan tâm khác đi, bạn đã có thể nhìn thấy dấu hiệu thay đổi tích cực rồi. Cuối cùng là cẩm nang vượng vận cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 5 dương lịch 2024. Khẩu quyết, bản mệnh nên tìm ra hướng đi mới cho công việc, chớ dậm chân tại chỗ.
quý nhân, tuổi Tuất, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, màu xanh lá cây, màu xám. Con số may mắn, 97, 14 và 56. Trên đây là tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, trong tháng năm dương lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới, luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.